Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Mạnh với lớp 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Bến Tre, đài Vũng Tàu và đài Bạc Liêu. Chúc các bạn may mắn và đã nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh với lớp 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.